Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những tin tức nổi bật nhất trong ngày mà chúng tôi vừa cập nhật. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2024, các khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên tiếp nhận 50 dự án đầu tư mới. Tổng vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt trên 1,3 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, dự án đầu tư nước ngoài đạt 472 triệu đô la Mỹ. Dự án đầu tư trong nước đạt trên 9.250 tỷ đồng, tương đương 842 triệu đô la Mỹ. Cụ thể đã tiếp nhận một dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thổ Hoàng với số vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. Tiếp nhận 49 dự án đầu tư cấp mới, bao gồm 28 dự án nước ngoài, 21 dự án trong nước với số vốn đăng ký đầu tư là 393 triệu đô la Mỹ và 5.900 tỷ đồng. 36 dự án điều chỉnh tăng vốn 79 triệu đô la Mỹ và 250 tỷ đồng. Nhằm nâng cao vị thế của tỉnh thời gian qua, Hưng Yên luôn nỗ lực cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh để phù hợp với bối cảnh và xu thế phát triển. Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đề nghị các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ bất cập pháp lý trong thực hiện dự án đầu tư, nâng cao chất lượng cải cách, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý để mạnh cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa và triển khai hiệu quả cổng thông tin một cửa quốc gia. Ngoài ra, tỉnh cũng không ngừng đưa ra các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận và hấp thụ vốn cho doanh nghiệp, hoàn thiện chính sách nhằm thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh gắn bó với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Thực tế cho thấy môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây. Năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của tỉnh đứng ở vị trí thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 2 bậc và tăng 1,18 điểm so với năm 2022. Chỉ số xanh cấp tỉnh PCI đứng ở vị trí 4 trên 63 tỉnh thành phố, tăng 10 bậc và 8,82 điểm so với năm 2022. Chỉ số cải cách hành chính và index của tỉnh xếp ở vị trí 26 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước CPAS xếp vị trí thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố. Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công PAPI xếp vị trí thứ 12 trên 63 tỉnh thành phố. Dựa vào những lợi thế sẵn có về vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông, lưới điện, hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại, nguồn lao động trẻ và dồi dào, tỉnh Hưng Yên đã xây dựng và ban hành một số nội dung quan trọng về chương trình xúc tiến đầu tư giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh việc tập trung xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh hấp dẫn với sự thuận lợi, bình đẳng, minh bạch, tỉnh đặt mục tiêu thu hút các tập đoàn lớn có năng lực tài chính thương hiệu, sức lan tỏa mạnh và bảo vệ môi trường cho người dân. Với chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, Hưng Yên hiện đang trở thành một trong những tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế nhanh và liên tục, với điểm nhấn quan trọng là sức hút vốn đầu tư nước ngoài FDI. Theo thống kê từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh Hưng Yên có 32 dự án FDI đăng ký đầu tư mới, với số vốn đầu tư đăng ký gần 510 triệu đô la Mỹ. Hiện có 578 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký trên 7,5 tỷ đô la Mỹ trên địa bàn tỉnh. Các quốc gia có nhiều dự án và vốn đầu tư lớn là Nhật Bản có 176 dự án với vốn đăng ký là 3,8 tỷ đô la Mỹ, chiếm 50,98% tổng vốn đăng ký. Hàn Quốc có 154 dự án với vốn đăng ký trên 900 triệu đô la Mỹ, chiếm 11,88% tổng vốn đăng ký. Trung Quốc có 151 dự án với tổng vốn đăng ký 1,1 tỷ đô la Mỹ, chiếm 15,52% tổng số vốn đăng ký. Mới đây, Hưng Yên cũng đón thêm 760 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư nước ngoài và 10.000 tỷ đồng vốn trong nước. Hiện nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang phát triển mạnh cả về số lượng và chất lượng, với 17 khu công nghiệp, diện tích hơn 4.300 ha, trong đó có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và tiếp nhận dự án đầu tư với đầy đủ hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại và vị trí đắc địa. Các khu công nghiệp có lợi thế và sức hấp dẫn lớn trong thu hút đầu tư, nhất là các dự án đầu tư FDI. Để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050, theo cam kết tại COP26, việc chuyển đổi mô hình khu công nghiệp truyền thống sang khu công nghiệp sinh thái không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là yêu cầu bắt buộc. Theo đó, các khu công nghiệp sinh thái sẽ mang đến một tầm nhìn đầy hứa hẹn về tương lai, nơi sự thịnh vượng kinh tế song hành với tính bền vững môi trường. Tính đến hết tháng 7 năm 2024, cả nước đã có 431 khu công nghiệp, khu chế xuất được thành lập. Tổng diện tích khoảng 132,3 nghìn ha, tạo ra quỹ đất công nghiệp khoảng 89,9 nghìn ha,
Trong đó, 301 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và thu hút được lượng vốn đầu tư lớn từ các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Thống kê cho thấy, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trong những năm gần đây chiếm khoảng 35-40% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước. Nếu tính riêng trong lĩnh vực chế biến chế tạo, thì vốn FDI trong các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm 70-80% tổng vốn đăng ký cả nước. Với nguồn lực thu hút được, các khu công nghiệp, khu kinh tế đã góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tái cơ cấu nền kinh tế và thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam. Cùng với đó là những đóng góp quan trọng vào ngân sách nhà nước, tạo công ăn việc làm và an sinh xã hội. Tuy vậy, sự phát triển của các khu công nghiệp, khu kinh tế trong thời gian gần đây đã bộc lộ nhiều bất cập, nhất là những vấn đề liên quan tới bảo vệ môi trường và phát triển bền vững hiện nay. Sự phát triển nhanh chóng của các khu công nghiệp trong thời gian qua đã gây áp lực lớn đến môi trường sống của người dân. Có đến 13% khu công nghiệp đang hoạt động chưa xây dựng nhà máy xử lý nước thải, đe dọa sức khỏe và đời sống của người dân quanh khu công nghiệp. Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, chất thải nguy hại tăng đe dọa đến sức khỏe của cộng đồng dân cư xung quanh. Cùng với đó, việc gia tăng các hoạt động sản xuất công nghiệp và hệ thống các khu công nghiệp tại Việt Nam tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường sinh thái. Các dịch vụ trong một số khu công nghiệp chưa được cung cấp đầy đủ hoặc chất lượng chưa cao, an sinh xã hội trong các khu công nghiệp có nơi còn chưa được đảm bảo. Nguyên nhân là do các khu công nghiệp truyền thống thường tập trung vào việc tối đa hóa lợi nhuận và tăng trưởng kinh tế mà không đặt nặng vấn đề bảo vệ môi trường hoặc phúc lợi xã hội. Hơn nữa, do các doanh nghiệp đầu tư hạ tầng khu công nghiệp gặp khó khăn về vốn và tài chính nên thường phát triển theo giai đoạn cuốn chiếu, trong khi việc đầu tư một cách đồng bộ toàn bộ hệ thống các phân khu chức năng và hệ thống xử lý nước thải, hệ thống hoàn thiện điện nước thì cần nguồn vốn lớn và phải đầu tư ngay từ ban đầu. Bên cạnh đó, các chính sách phát triển trong nước và quốc tế liên quan đến tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn đã tác động trực tiếp đến định hướng phát triển khu công nghiệp ở Việt Nam, đặt ra yêu cầu chất lượng phát triển khu công nghiệp ở mức cao hơn, theo hướng phát triển bền vững và chiều sâu, chú trọng phát triển công nghệ cao, đổi mới mô hình phát triển và gắn với liên kết vùng. Phát triển bền vững không còn là khẩu hiệu mà đang thực sự trở thành xu thế tất yếu, là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp xác định tầm nhìn và định hướng chiến lược kinh doanh. Nhiều địa phương và nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp xác định việc phát triển khu công nghiệp theo mô hình khu công nghiệp sinh thái là nhu cầu tất yếu cấp bách để kiến tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Hơn nữa, việc phát triển các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp xanh cũng trở thành yêu cầu bắt buộc để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng xanh và thực hiện cam kết tại COP26 để đạt mục tiêu phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Theo đó, Chính phủ đặt mục tiêu đến năm 2030 có khoảng 40-50% địa phương chuyển đổi các khu công nghiệp hiện hữu sang khu công nghiệp sinh thái, 8-10% địa phương có định hướng xây dựng khu công nghiệp sinh thái từ bước lập quy hoạch, xây dựng và định hướng ngành nghề thu hút đầu tư. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, Việt Nam đang đứng trước cơ hội vàng để không chỉ hội nhập vào xu hướng toàn cầu, mà còn trở thành một điển hình trong phát triển các khu công nghiệp bền vững. Chìa khóa để nắm bắt cơ hội thành công là sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ và chính sách, là nỗ lực hợp tác công tư hướng vào tăng trưởng xanh.